Còn những ngày này tại Argentina, thủ đô Buenos Aires của Argentina cũng đang trở nên rất là sôi động và thu hút nhiều sự chú ý bởi một cuộc thi vô cùng thưa quý vị, bởi một cuộc thi mang tên là Vô địch Tango trên thế giới đang được diễn ra tại đây. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm cặp đôi đến từ khắp nơi trên thế giới tới tranh tài. Trong những ngày đầu tiên của cuộc thi, các cặp đôi tham gia vòng thi nhảy tango truyền thống, tức là thi nhảy trong phòng khiêu vũ, salon tango. Khác với loại tango trên sân khấu, tango trong phòng đòi hỏi các vũ công phải di chuyển chậm, uyển chuyển, tôn trọng không gian của các vũ công khác trên sàn. Tôi cảm thấy lo lắng một chút trong lần đầu tham dự cuộc thi này. Tuy nhiên chúng tôi rất hào hứng khi được tranh tài với rất nhiều cặp đôi xuất sắc. Được trình diễn điệu nhảy của mình trên sàn diễn là cảm xúc đáng nhớ với tôi. Giải vô địch khiêu vũ tango thế giới là một trong những nội dung chính của lễ hội Tango Buenos Aires do chính quyền thành phố này tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh và gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc và khiêu vũ từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại năm 2009. Cuộc thi năm nay đã thu hút 750 cặp đôi đến từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới, sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8.